bỏ vô miệng ăn luôn nha cả nhà. Trời ơi, lên tới miệng bỏ vô. Nó dễ thương lắm, không có sao, trong cầm thử coi. Một chút thôi. Một cái... À, đi. không có sao, trong cầm nè. Thì cầm xíu thôi, thử coi. Thử dám cầm không? Sao vậy? À, không sợ thì ăn đi. Ừ, sao không sợ à? Con nhỏ thôi. Con cả nhà ơi, lại thêm một trò mới cho anh Tài Rư về chị Thuận Nhân nữa đây cả nhà. Tới đó tới đó, thì muốn biết ở trong này là cái gì thì cả nhà vào trong nhà với Nhân nha. Ta nói hôm nay mà không vải chè đậu, không chạy ba cây số tám làng tám chặt đường mới sợ luôn cả nhà. Chưa bao giờ Nhân thiệt sự, bản thân Nhân còn, nếu mà Nhân mở ra Nhân còn khiếp vía huống hồ chị Thuận và anh Tài Rư coi phản ứng họ sao. Let's go. Cả nhà ơi, trời ơi, chấn động nha cả nhà. Chị Thuận và anh Tài Rư không có ở đây thì Nhân sẽ mở ra cho cả nhà xem trước rồi mới đến chị Thuận và anh Tài Rư nha. Nhân mở ra nha cả nhà ơi. Đây, trời ơi, cái này nhìn cái khúc gỗ như thế này thôi nhưng mà hơi bị mắc mỏ nha cả nhà. Đây, tổng cộng ở đây là có 20 cây khúc gỗ. Rồi một cây khúc gỗ như thế này trị giá là 55-60 ngàn một cây khúc gỗ như thế này. Mà bên trong cây khúc gỗ này có cái gì thì cả nhà cùng xem nha. Nhân sẽ mở ra cho một con cả nhà coi xem trước. Mở làm sao? Rồi mở nó làm sao? Mọi người. Ủa lần đầu. Ủa rồi. Đây, thấy gì chưa? Không thấy gì luôn nha. À, nhưng thấy rồi. Không thấy gì luôn, nó trốn rồi. Cả nhà ơi, chết rồi, nó trốn rồi. Ủa? Đừng nói bán cây không nha trời. Chết rồi. Không được, sao kỳ vậy ta? Thử cây này khác nha cả nhà. Cây không nha cả nhà. Trời. À, có. Ready. Đây cả nhà, nhìn cả nhà nhìn đây. Ai? Ui ui, đâu đâu hiền muội trời. À nó nhúng nhích à. Cái này được gọi là đun trà là chứ không phải là đun dừa nha cả nhà. Em đúng ra đúng đính rồi cả nhà. Ú trời ơi, nó bự gấp đôi cây con đun dừa nha cả nhà nhìn. Đây. Đó, nó bự lắm. Con này nó có cắn không ta? Đây. Đây cả nhà nhìn nè. À, rất là bự nè cả nhà. Thì cái này Nhân sẽ mang vô cho anh Tài Rư và chị Thuận Nhân, đúng không? Đấy, cả nhà ơi. Chồng ơi. Ôi. Anh Tài Rư đang học tiếng Việt nha cả nhà. Đây, cho chồng coi món quà tặng chồng. Ừ, vừa thấy sample. Ừ, mở ra. Mở ra. Mở ra. Không sao, đây nè. Chồng coi nè, có sao đâu. Tuy bộ ơi. Hả? Xin lỗi. Thế là cái gì? Không sao đây nè, chồng cầm nè. Đàn ông mà. Bộ đi. Không có sao, chồng cầm nè. Chồng cầm đi, không sao đâu. Chồng cầm một chút thôi. Cái gì vậy? Đây nè, chồng cầm một tí thôi. Một tí thôi. Đây dễ thương lắm, không có sao, chồng cầm thử coi. Một chút thôi. Trời ơi, nó rớt xuống rồi. Ura. Không làm ăn gì được hết đi. Ua, 55 ngàn một con của tôi đó trời ơi. Nằm chơi với gấu mình vậy hả? Vậy đấy. Vậy đấy, đang quay không sao hết trơn á. Có gì đâu, giờ em nói chị nè. Gì cười tươi vậy chị Thuận? Đây nè, chị có bây giờ thấy cái con này chưa? Rất là đẹp luôn nè, chị thấy không? Chị thấy chị... Con này á, là nó rất là đặc sản, chị biết mắc tiền lắm á, chị cầm thử ơi Thuận. Nghe nói rắn chị cũng không sợ mà. Sao vậy? Ôi ôi, chị cầm xíu thôi, thử coi. Thử dám cầm không? Sao vậy? sợ cả nhà. Giờ nha, cái con này em nấu lên chị mới dám ăn chứ để sống gì đâu dám ăn đâu, đúng không? Gớm gớm hả? Vậy em nấu lên nha.
cười hoài luôn. Bây giờ em nấu lên nha. Nấu cũng không dám ăn đâu. Nấu cũng không dám ăn đâu hả? Nhưng mà con này rất là đặc sản, thử đi. Gớm lắm. Gớm lắm hả? Đặc sản mà, thử không? Không. Sao hả? Giống con dòi quá. Nó không phải dòi. Đâu phải giờ, em làm thử cho ăn nha, ăn thử. Em làm nếu mà chị không ăn được thì thôi nha. Cả nhà ơi, thì bây giờ Nhân sẽ khui mấy cái em này ra nha. Chồng ơi, vô đây. Vô đây, đi vô đây. Làm cùng với vợ, hai vợ chồng mình cùng làm. No. Sao vậy? Hả? Sợ lắm. Vô làm phụ vợ. Vậy vợ làm nha. Ok. À, vợ làm nha, thì cả nhà ơi, bây giờ Nhân sẽ tách hết những cái em này ra nha. Bỏ ra luôn nha cả nhà. Ôi, nó bự chưa cả nhà? Ôi mẹ ơi, đây là lão làng rồi nha cả nhà, rất là to. Ôi, ông bà ơi. Thì cả nhà ơi, mấy cái con này thì nó to hơn cả là cái con đuông dừa. Đây cả nhà ơi, thì nãy giờ Nhân đã gỡ ra hết rồi, bây giờ Nhân bóc một con ăn sống cho cả nhà xem nha. Ồ, nó nhúc nhích nè cả nhà, nhìn nè. Bỏ vô miệng ăn luôn nha cả nhà. Trời ơi, lên tới miệng, bỏ vô. Chị làm gì vậy? Con này sao mà ăn sống được? Thôi mày im đi, để chị bỏ vô chị làm. Đừng có cản đảng chị, mày sao có cản hoài vậy ta? Nói chứ không ăn được đâu cả nhà. À, theo như người bán hàng nói, Nhân con này á là nó không có giống con đuông dừa, mình nên là sơ chế và chế biến nó. Chứ còn mình ăn sống á, thì bạn nào nè can đảm, gan dạ và bụng tốt, nói chung là ba kết hợp lại thì mình ăn, thì muốn ăn thì ăn thôi. Nhưng nên khuyên không nên ăn. Bởi vì sao? Bởi vì con này nó quá to và nó quá lúc nhúc và nó quá gây cho mình cái sợ. Nên là bây giờ trong này là 19 con, một con anh Tề Rư đã làm cho nó đi toi rồi. Này, bây giờ Nhân sẽ đi sơ chế cho thiệt sạch sẽ nha. Nhân cho hết tất cả đuông chà là vào luôn. Nhân sẽ dùng một lon bia mang đi tắm rửa em này nha. Tiền đất ơi, bộ lạ lắm hay sao mà mấy thanh niên đang đứng ngắm con đuông chà là đang ngâm bia nha cả nhà. Trời ơi. Sao anh thấy nó tội quá vậy Nhân? Tội hả? Nó sao rồi? Hả? Nó sao rồi? Nó sao? Nó chết tôi rồi. Nó chết tôi rồi. Nó đâu có chết đâu. Nó còn sống mà. Nó gần chết tôi rồi. Nó gần chết tôi. Bắt đầu Nhân sẽ đi chế biến nha cả nhà. Vào đây là bơ. Nhân cho tỏi ớt vào luôn. Nhân cho luôn hành tây vào, một củ hành tây. Nhân cho đun vào hết luôn. Cái này là mình phải xào cho thiệt nhanh nha. Nhanh cái tay lẹ cái chân, Nhân cũng nêm vô luôn, không có để cho nó lâu nha cả nhà. Nhân cho vào đây khoảng 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu hào, đường, xíu xíu bột ngọt. Rồi trộn lên. Rất là thơm cả nhà ơi. Nhân cho ra mâm luôn. Cuối cùng là Nhân sẽ cho đậu phộng lên. Con gì chọc. Xin mời sư tỷ. Xin mời Huynh. Huynh ăn cùng thiếp. Chị Thuận ăn cùng với em. Không ăn đâu. Sao vậy? Gúng quá. Ăn một con thôi. Không sao hết, ăn con. Không cho ăn. Tề Rư ăn trước coi. Hả? Tề Rư ăn trước coi. Tề Rư ăn trước đi Tề. Ừ, không ăn được. Hả? Không ăn được. Sao không ăn được? Ôi, sao được rồi? Ngôi Nhân Bản. Hả? Ngôi Nhân Bản. Người Nhật Bản không ăn được. Nghe em nói chứ không là người Nhật Bản ăn được. Vậy ai ăn được? Chứ ai ăn được? Ai ăn được? Chị ăn. Chị ăn, anh ta đến kêu chị ăn cả. Chị ăn cho anh sợ luôn. Không. Sợ hả? Vậy em ăn trước nha. Ok, vậy em ăn trước. Lúc nào cũng vậy cả nhà ơi. Có cái món gì là lạ, nhìn thấy nó hơi lạ là bắt đầu là Nhân sẽ là người ăn trước. Thì đây. Rồi mình chào mọi người nha. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người.
Xin chào mọi người. Hôm nay thì Nhân đã mua được một món đó, đấy là độc lạ của ở tỉnh nào thì Nhân không biết, nhưng mà hôm nay là cái món này là rất là cũng đang gọi là hot rần rần cả nhà, đuông chà là. Anh Tài Đư ăn đuông chà lá, chị Thuận ăn đuông chà lá, ok. Nhưng mà trước khi ăn thì Nhân sẽ là người thưởng thức trước nha cả nhà, bởi vì mọi người ở nhà này là nếu mà có độc tố gì hay này kia thì Nhân sẽ là người sẽ nếu mà có xỉu ra hay bất kể mua gì thì mọi người sẽ không ăn, ok. Rồi nha, con bự nhất cho mọi người thấy luôn nè, đây cả nhà, con to nhất nè. Đây nha, em ăn trước nha, trước khi ăn em quết vô đây cho nó đỡ ấy nha, quết vô chứ không có dạng miệng cho lắm đâu, cũng không dạng đâu. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong là nước mắt là biển rộng á cả nhà. Đây em mời chị ta đưa. Nó béo, nó thơm mùi bơ. Đây cả nhà, rất béo, nó béo từ cái kiểu là bên trong ruột của nó béo mà nó ngọt luôn nha cả nhà, ngọt mà ngọt rất là lạ, mà có bơ nữa, cho thêm miếng hành vô cho nó chém chém miếng à. Ngon. Ngon rất là lạ cả nhà. Cái lớp da của nó dai và đặc biệt bên trong của nó béo mà béo ngậy, ngọt rất là ngọt và không có bị hôi tanh bất kể mùi gì cả. Nó như ăn cái con nhộng á thì nhận thấy cái mùi hôi nó hơi gắt, nhưng con này cái lớp vỏ của nó cũng không hề hôi. Siêu kỳ oxy. Không có hôi. Thật sự. Thật không hề hôi luôn. Thuận ăn thử một con đi. Chị Thuận nè, bây giờ chị Thuận ăn thử một con đi. Thử không? Cừ nữa. Rồi, chị Thuận ăn nè. Vậy em lấy cho Thuận ăn thử con nè. Con nhỏ thôi. Con nhỏ thôi đúng không? Rồi, con nhỏ nhất, được không? Nhỏ nhất, rồi đây, em mời chị. Cũng béo. Cũng béo đúng không? Ngon không? Thấy ăn được không? Hơi lạ. Hơi lạ, nhưng mà chị thấy được không? Béo. Béo. Màu ớn mà. Màu ớn. Rồi, giấy lượng anh ta đưa đây. Chị ăn rồi. Chồng ăn. Thuộc bỏ, anh ta về lũ. À, trời ăn trong đau khổ quá trời luôn. À, rồi, đây, ok. Không có sao thiệt, chồng thử ăn đi, không sao đâu, cái này ngon lắm. Cứ atamawa kì, không sao, ăn sao. Sao nhai. Sao đó? Nó đi được ta. À, これこれ oxy. Thế? Sợ quá, nhớ. Sợ quá, không ăn không sao. Không sợ. Không sợ. Không sợ. À, không sợ thì ăn đi. Sợ quá. Không sợ thì ăn đi. Sao quá. Sợ quá. Sợ quá thì đừng ăn nữa. Không ăn ok. Không ăn ok. Ok, vợ ăn ok. Bò. Vợ ăn xong vợ đi một mình, vợ ok. Vợ ăn xong vợ. Tôi kỳ nào vậy đó. Một chút tôi ăn một chút thử. Nó có chút chi chay thử. Không có chi chay hết rồi, còn ít chi bằng chi chay. Ông tìm con nhỏ nhất hết rồi. Không, bỏ vô miệng ngay luôn, bỏ vô miệng, đúng rồi nha. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Y ra đây. Nuốt chẩn rồi, ok, đừng ăn nữa. Ok, không sao. Sao quá, ok. Vợ ăn, ok. Cái gì nào? Ok, từ từ, chị thử. Em với chị ăn nha. Nhân mua tổng cộng ở đây là hết là 1.1 triệu nha cả nhà, vì nó là 55.000 một con chưa kể tiền ship.
mà bây giờ nếu mà mình không ăn á thì rất là uổng. Và thật ra thì cái con này á là nhiều người ăn chứ không phải là một mình vợ chồng Nhân ăn đâu, và ai cũng ăn được á, nên mà Nhân ăn Nhân thấy cũng ok la. À Nhân ăn con nhỏ không ăn nữa. Cái gì không ăn nữa? Nó ướm quá. Giờ em ăn nha. Thì bây giờ á, thật ra là ở gia đình này không ăn thì Nhân sẽ ăn, bởi vì nó mắc á cả nhà, đâu có rẻ đâu. Bỏ con này vô miệng là một tô phở, một tô bún bò, một tô hủ tiếu của Nhân chứ đâu phải là ít đâu cả nhà. Nếu mà mình ăn mà đừng tưởng tượng nó quá, đừng có hình dung nó quá thì nó cũng sẽ không sao. Thật sự là cũng ngon đó. Rồi mình cố gắng mình phải ăn hành nhiều vô nha. Ngon này, có cái ngon này phải ăn với hành nhiều vô một xíu để tặng mình bớt bị ngậy. Thêm con nữa nha cả nhà. Nó béo đến độ mà cái não mình nó nè. Ôi quay ôi cái đầu là quay. Nó quay mà đến mức độ mà cái nhà nuốt xuống á là bắt đầu cái cameraman xấu nó ra nuốt xuống này muốn lên luôn cái nhà. Thiệt sự luôn cả nhà. Nó quần quần trong đầu, nhưng mà Nhân công nhận nha, cái độ béo của con này nó béo hơn con đuông dừa nhiều luôn á, vì nó to hơn nữa, thế nên nó béo hơn. Và con này rất là sạch vì nó ở trong cái cây chà là hay cây dừa gì nhưng không biết, nhưng mà nó rất là sạch đó. Rửa qua một nước là đã ăn được rồi, chẳng qua là chị Nhân và anh Trà Rư kiểu từ đầu để nhìn thấy nên đâm ra sợ, mà nếu mà không nhìn thấy từ đầu cũng sợ luôn, bởi vì cái hình dạng nó hơi giống sâu á. Chúc tôi tạm biệt đó. Ông cứ tạm biệt ông nói, ông nói chút nữa ông ăn để chú ăn thiệt. Nó thật á? Nhưng mà không mà. Tại sao? Nó rồi. Tại đâu chưa ăn mà. Nó rồi. Từ sáng đến giờ tại đâu Asakura im mà mai để đâu có ăn gì đâu. Sao vậy? Mà ăn rồi. Ăn rồi hồi nào? Ăn hồi nào? Đi chưa? Ê, sao? Im. Sao thật vậy ta? Ý chưa? Anh nói sao anh ăn rồi, vợ không có biết đâu, anh ăn bí mật anh ăn rồi, anh no dữ lắm rồi. Trời ơi, cả nhà sáng mới ăn, sáng giờ là nhiêu mấy giờ gì? 12 giờ trưa chưa? Giờ 2 giờ trưa rồi, ăn cái gì hồi nào? Chưa ăn luôn, nó xạo, tại đứa nói xạo nhiều. Sao ạ? Tại đứa sợ quá. Sợ quá. Từ ăn. Không ăn. Chừng ăn nữa không? Vậy giờ mình dẹp nha. Mình dẹp lấy cơm lên ăn nha. Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu như cả nhà yêu thương vợ chồng nhà Nhân thấy hai người làm được thì mới được bye bye, còn không phải bye bye luôn. Dứt cô lại. Để khai rõ được không? Đó được mới bye bye chứ. Bye bye. Nhưng cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu như cả nhà yêu thương vợ chồng nhà Nhân thì cho hai vợ chồng nhà một nút like, chia sẻ kênh, đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho kênh Vợ Chồng Nhà Nhân nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.